cao hơn tí, nó chuyển chất đến đây. Cục bẹ của cái cây đấy hả? Đấy. Thì là nó cũng chia đôi từ cái mảng này ra đây, chia đôi luôn. Xuống đây thì cái chân này nó sát với mặt mép chanh, nó cách tí thôi. Đấy thì cái nào đường thẳng này lát nữa mình cắt đèn xong. Nó chạy sang đây, cờ hầu như là nó chạy ngang. Ngang tới đây nó có cái lùm cây này. Tới đây là núi. Đây là thang nước này. Thang luôn ra đây. Đấy mình khác với hướng này thì lát nữa nhìn là cứ cắt đèn theo thôi. Rất là đơn giản. Cái gờ thác nước này thì nó ngang cái đường chân trời đúng không? Đấy, so sánh luôn thì nó ngang đường chân trời. Đây, cái này một tí. Xuống đây, nó đổ xuống đây. Có một cái gờ nữa, đổ tiếp xuống đây. Đây là cái đùi. Đấy, kết thúc ở đây. Đấy, thì cần định hướng lên rồi đây. Đang được cái đùi đây mình sẽ hướng dẫn cách mọi người đi. Di như thế nào. Đây thì có mấy cái mùi này. Đấy, tầm 3-4 cái mùi. Đó là nước cảnh xong. Cái này có thể chìa ra một tí cho nó đỡ phá cái đường thẳng đi này. Cái đường thẳng này nó có thể là cứng. Đúng không? Cái mùi cây có thể cái chanh này nó sẽ là chép đi chép lại nó bị lỗi. Đây phải có cái mùi cây nó làm này nó phá cái đường thẳng đi. Nó đỡ cứng. Kể cả cái này nó tiến đâm vô đây. Còn mình không có cái lùm cây, cái này cũng bị lỗi này, chớm này không thể cho mình, nhưng mình phải cho nó ra một tí để nó phá cái thế này đi. Đấy là cái lỗi mềm lên. Đấy, cái lỗi vô cục này là cái lúc này nó bị phạm này. Thể tán cái thùng này nữa, có thể là mình cho nó trầm qua hẳn cái khe này đi. Qua hẳn cái đi, để nó phá cái đường thẳng này rất là trước mắt này. Đó, đấy là cách làm vô cục. Đấy, thậm chí lát nữa mình cho một cái cục nữa vào đây. Cục một cái cây, cục cây nó lùm ở đây, nó chữa đây này. Đấy, để cho nó duyên. Nó làm yếu đường thì nhìn rất là cứng nha, núi rất là cứng, làm một cục cây như thế này. Sau này anh em cứ nghĩa dần rồi sẽ hiểu bố cục dần, những cước mắt là cứ phải làm theo này. Ok, xong phần hình, bây giờ anh em làm đi. À từ từ, có nốt cái này, cái đường lắp đây này. À đây luôn, nó phát rồi. Cầu này, cầu thì nó khoảng này nhé, cầu thì ngã sau thì không còn phát rồi. Núi thì lắp đây, núi này, cái đường này phát luôn. Không bỏ đá này luôn. Bên trong một tí. Đấy, vừa lên đi xuống. Pha ra nó loãng ra vừa phải, đúng cái mắt của mình nhìn ở trên này này. Thấy nó gần giống nhau là được. Không ăn lên luôn. Đây là màu trời, nhưng thường là nếu mà pha thì pha cả cái màu xanh dương đi. Có thể là muốn nó đầm xuống thì pha lên rồi, nhưng màu nước cho thêm lại được. Thì mình cộng thêm. Chí thôi. Còn pha như nào, công thức nào thì anh em phải nhìn vào mắt. Khi nào cứ nhìn thấy nó giống giống ở trong mẫu là được. Đấy, như này là có thể là quét bên cạnh này được luôn rồi. Đấy. Xong cái nào nhạt thì cho thêm trắng, cứ cho đây này, nhạt thì cho thêm trắng và thậm chí cho cả màu trắng luôn này. Quánh cái màu trắng lên luôn. Đấy, cảm thấy nó nhạt thì mình cho thêm xanh. Và xanh rồi thì mình cộng trắng. Đó, quét thì nhớ là quét nan cả vào những cái khác nhé. Tại vì tránh tình trạng nó hở. Nó hở thì nó xấu. Nó hở màu. Đấy, bên cạnh thì cái trời, khi nó có cái mặt trời, cái chanh này thì nó sẽ sống ở hai bên thu vào giữa sáng quả ra. Đây, cái này thì mình sẽ cho thêm xanh. Cả ngoài còn xanh hơn. Xanh hơn, nhưng đừng có xanh quá thì nặng chanh. Cơ bản. Phát cho bên tay thì hình là nó lập của nam lên. Cái này nữa. Tìm hết chỗ này luôn. Tìm lên cả nước luôn. Cứ nào một mảng hết thế này. Đây này. Đây này. Mình tỉa ít đấy, cái tranh không cảnh mình tỉa rất ít, không phải tỉa mấy đâu. Thì bút là đậm lắm, kỹ năng mình đắm đậm cây. Không tí tí đấy. Không phải màu không tí đấy. À đấy, màu xanh dương đậm. Vâng. Xanh dương đậm thì còn nó có
cách là ở đường ấy, thì nhiều cái vẽ nó dít thì mình có thể chấm lên cái nước được, vẽ cho nó nhanh như thế này, nhanh. Từ từ anh chụp này, ví dụ là cái đổ này, cái gờ đổ này đúng không, nó mình anh gióng vào mắt sơ sơ thì nó ăn được trên trời sàn, thì đây ví dụ đây là cái lùm cây của cái thằng này đúng không, cái tùng này thì thực ra là cái gờ nó sẽ cao lên một cao lên trên trời một tí lên đây, sau bên đây nó sẽ có một cái lùm cây này ăn lên nên mình phát sơ sơ đây. Mình cứ xác định các cái hướng lớn trước, lớn trước thì hướng bé sau, ví dụ cái đường kết thúc này của nó, cái lùm cây đúng không, nó có thể là chia đôi từ mép thằng này sang đây là chia đôi, thì lúc này em cứ cho là anh chuẩn đúng không, đây là cái cây tùng chia đôi, đáng nhẽ nhìn thì cái đùng cây nó gì đến đây này, chia đôi khoảng này đúng không, đùng cây đến đây thì nó kết thúc đùng cây xanh ấy, thì đây là cái gờ nước, gờ nước này nó sẽ là thấp hơn cái khoảng này một tí, nó xuống đây đúng không, cái gờ nước nó sẽ bắt từ đây xuống đây nên nó cơ bản là vậy. Đây, cái nấc núi thứ hai mà anh làm thì lót lên rồi thì vẫn cứ cộng hai màu xanh nhưng không cộng màu tím nữa mà cộng màu xanh lá cây vào nhé. Màu xanh lá cây vào. Nhưng mà màu xanh lá cây thì 50% thôi, 50% lá cây cả xanh được xanh xanh có khi nhé, chỉ xanh này thôi, xanh này thôi, xanh này nó xanh lá cây. Và cũng chuyển lên nhá, anh cứ vờn hết cái mảng đậm ở trên, vờn hết đậm ở trên xuống thôi, để chờ nữa không là cũng là vờn trắng lên nhá, còn trắng cái tiếp giác ở dưới để tách hình mà tách ra cái lớp cảnh trước lớp cảnh sau, cái nó này thì nghe có vẻ dễ phải không, nó này nghe có vẻ dễ hơn là trời thôi nước, nhưng mà cái này đến lúc nước nó khó. Rồi em phát lấy hình thôi, chưa cần phải lấy đậm nhạt tí nữa mình còn lót như các anh đang lót thì kìa. Em chỉ cần lấy đủ hình là được. Em lấy hình đã, lấy hình xong thì... Lấy hình xong là bắt đầu... Lúc nữa mình lót mình mới cần phải lên kỹ. Phần bên dưới mà xoáy cái độ sáng chuyển lên, mọi người lấy đấy nhá, lấy cái banh xô, banh xô bằng vừa chỗ đấy em phải xoáy được đây.
cộng trắng vào để chuyển độ lên đi. Tất cả ở dưới bắt đầu chuyển độ sáng lên. Lấy bánh xô to một ngoái cho màu nó mỏng mỏng thôi thì nó nhanh khô. Cái ở dưới thì em cũng lót tương tự như trên, nó là cái hình chữ U ấy. U võng rồi, võng rồi. Thì cũng là trắng ở dưới xong đến chanh, đến thư, lan lan dấu trên này. Còn cái màu này thì dùng cố hết, không cần nữa. Lan ở trong này, sáng ở giữa sáng ra. Cũng như là đưa từ giữa sáng ra. Các cái đường đang thuê thì không cần thiết là phải cho được tụi mình hết, tại vì nó là cái tán cây chứ không phải là thoải mái. Đây là khi xưa nó xoay xoáy thì còn cái xô đấy, cái xô nó còn xô nhỏ đây này để nó cố này ngoài nó hơi xô là cái phía chân này nó luôn có thể như này để vớt thì nó mới lại nó tương dần đi như sao. Xoay xoáy thoải mái đi, không cần phải gò bó như cái trên này thì mình cũng cần nữa. Mình có cái tua dưới này mình nhìn ra thoải mái đó, màu sáng. Chí này nó chấm cánh vàng, chí nước vàng được. Rồi sau này mình chấm có cái vàng và như cái vàng được vàng ánh ánh xanh, có ánh xanh bật bẩn này, không được gì. Còn bên dưới này là màu xanh xanh hơn. Còn cái da đó. Ô mà quanh cái đây mà đúng không? Chạy ra đây, xuống đây, xuống đây. Mình cho nó qua cái này một tí. Đó, nó cũng thoải mái như thế, cái này nó cua nó không cần ngồi bó này, nó ngồi bó mình đặt ná lên vẫn là khó. Nó thoải mái như này thì cũng phải như thế này, em làm được. Nhưng hướng như thế này, có làm cứng thì mình ghét thẳng nó phải, cũng có là buông như này, đặt cây ra, đặt ná. Cho nó cứ buông xoay xoáy nhanh nhanh, thấy như thế này, thoải mái nhưng mà nó có cái quy luật. Tất cả những quy luật nó thế này. Như trời là nó có độ cong thì sắp như này, cái sáng hết lên, cái ngày mình vẫn chưa làm tốt được. Nước thì ở đây sẵn, ở đây sáng, nhưng cái này cũng chưa tốt. Tại vì nó là mới tiếp xúc với sơn này. Đúng lệ đấy, ở trên cũng là sẵn. Có cái màu như em nói đây đúng không? Cái màu tí, hoặc là tí, tí xe, cắt xuống. Thì nó lại sáng hết lên. Nhưng cái này anh nào cũng chưa tốt này, nhưng đã luôn vẫn chỉnh được. Ok, đã đưa lại xe xoáy ra. Còn cái này cái luôn cái này là nó cũng là màu tím này, màu tím với lại màu trắng khác này, sáng hơn đây đậm tím ở đây đậm thì có một tí đi ăn khác này. Đâu bỏ xong hạn thế mà sao phải đủ nhiều. Nếu thực ra xoáy một cái bánh xô này thì cái bánh xô này nó rẻ lắm, bánh xô này 3.000 đúng rồi, chúng 3.000 đấy, tầm 3-4.000 nó tùy từng loại mút thôi, có cái loại gì khác hơn.
Có cái loại mà lông hai lớp ấy, vẽ rất sướng. Vẽ sướng hơn cả bút luôn ấy. Đấy, đúng rồi đấy, khá đấy, được. Mà là nan cái sơn đi vào nhá. Cái sơn sơn xanh cái pha trắng nan vào một tí. Cái sơn đầu tiên của em. Pha lên trắng nan. Xoa vào cái này nhá, hạn chế xoa vào cái này, không phải là tuyệt đối không được vào đây, nhưng mà hạn chế đấy, để chỗ này mình đẩy tiếp. Làm cái khó này thì nó cũng có những cái mà khó mây hay là từng cái tùm mây nó nhỏ xong nó chạy dít dắt xong nó bé bé, có nghĩa là mình không nhất thiết phải làm như thế. Thì bây giờ mình làm thì khó, nhưng đây mình có phụ này chạy chạy sáng được. Xong đây là cụm, ở đây cụm to, trong đây lại một cụm thưa là gì? Sáng hơn các cái chỗ mình vừa mới lắp lót lên. Đó. Nhưng mà nhớ cái mảng là này nhá, mảng này là anh đang bị làm thịt quá rồi. Đừng che cái mảng này nhiều, mảng này nó là trước. Anh nào cái mảng này lại được cái quá cổ rồi. Chắc là anh đi ăn chửi, nhưng mà nhiều khi mọi người không cảm đâu là. Vào đi em. Xe hỏng không có cảm thấy là đến lúc khi là quá nhiều học viên rồi hoặc là quá nhiều việc, nhiều khi là tranh thủ thôi. Anh có ổ cắm không? Cắm á? Ổ cắm cho em là ổ cắm đấy. Ổ cắm đâu ngay đâu? Hả? À, trên này. Trên kia. Để xoáy chút nào? Đừng xoáy cho cô. Vui. Em hỏng xe hỏng cô thì lâu. Lần sau đâu em cứ làm đi, làm cái tùng đi. Quét thân cái tùng đi. Vẽ cái tùng. Vẽ cái đen nhá. Vẽ thân đen nhá. Vẽ bật bật hình lên một vẽ sai. Vẽ thân là xoa cái tán luôn. Mình còn rất nhiều chỗ làm thì nó xong rồi. Em xe sao đấy? Xe lúc sáng lên để mà anh nó cũng đen. Xong xanh đấy rồi nha anh nhé. Anh nhé. Xanh, xanh dương ấy, cộng với xanh nón chuối để cho nó êm vào trong. Nếu mà nó xanh quá thì cộng với mũi cái xanh lá cây sẫm này cho nó êm xuống. Bởi vì mỗi người nó có một cái duyên của nghề ấy. Em cứ thấy làm nghề người ta đấy là có khi mình đi nhận công trình không hợp tính mình hơi lần sáu ba là với lệch cái lệch luôn. Lệch khác là em đi khảo sát công trình nhiều, nhưng gọi khách gọi hay gọi nhưng mà chốt đơn hàng rất là thấp. Nhưng mà những người đa phần nhận định chuyên môn toàn là những người không có chuyên môn đấy, lại toàn những ông giám ngó nghiền đấy. Không biết gì đâu, cái ngó nghiền chẳng biết gì đâu. Ngó nghiền chẳng biết gì đâu, ngay như tận xây thì cảm như ông nào ngó nghiền tức lắm ấy. Ngồi đấy, bây giờ cái đang ghé bắt đầu ra này. Tham gia bảo tham gia kia. Em này vỗ luôn, đang ghé này bảo mày vẽ mày còn càng nghe rồi kìa. Bảo chú thuê gọi chí về nhà mà vẽ.
Đang vẽ đây bảo mày vẽ vẽ ông ta vẽ cho đẹp. Bảo chú bỏ tiền ra mời bọn chị về nhà chú vẽ đây, chú đây của khách không phải của chú đâu. Mỗi người có mỗi sở thích chứ. Nếu chú thích cà phê thì chú thuê họa sĩ về vẽ nhà chú. Đây có phải là của nhà chú đâu. Toàn nói kiểu rất rất ngang, mịt mật luôn, im luôn. Cái kiểu nói chả hiểu cái gì cả. Vẽ mẹ ăn cà phê vào hay là vẽ bầu hồ, vẽ mẹ ăn cà phê cho đẹp hay là vẽ cái gì đấy. Nói còn chả hiểu. Ông có tiền, ông bỏ tiền ra, ông gọi về vẽ đây phải của ông góp ý. xuống phần ở dưới cũng vẽ như thế.
phần dưới cũng để sáng bằng bằng chanh nhá, bằng chanh phát sáng bằng chanh để thêm một tí cái trắng nữa để cho nó tách hẳn cái phần trên ra, nó hơi tách hơn một tí thôi. À, nhưng mà như mọi người cũng chưa thấy rồi. Chưa xoay trắng là thôi rồi, để sau làm luôn cho nó nhìn nó màu đó. Luôn luôn để bố cục, bố cục của cái tán, tán đừng có to giống nhau. Các con đừng chấm cái sáng này hết ra ở bên trong, bên trong cuối dưới này này. Rồi vẫn phải quay lại lên màu xanh, xanh da trời. Và cộng với xanh ngõm chuối. Đập vào nó êm bên trong. Cần thiết là cho một tí trắng vào, nhưng mà trắng rất ít. Trắng ít. Đá. Thì cái góc tranh này nó sẽ sâu hơn. Đấy, bình thường có thời gian thì mình làm thêm. Nếu là cái sơn trắng của sơn nước thôi. Còn nếu đối với la cờ thì phải pha loãng với nước này. Đẹp như thế. Cái cây cứ gọi là cành chạc như bình thường. Chấm lại cái cây đúng không? Rồi nó là chấm dài cái đầu này thành cái tán cây trên. Này thì mọi người là không được vung tay. Cái tán cây là cái cành cây nó mới được. Đó xong đập luôn, mấy bút vừa. Rồi xong luôn. Rồi xuống nước luôn, dù cần sơn la cờ cũng được, nhưng mà lại phải tha nó ra. Thì bút nét nó được. Đập luôn. Cái này thì mọi người có thể đập màu khác nhé. Cái này là đập màu cam luôn đấy, màu cam không thư luôn để cho nó khác màu đi để cho nó có điểm nhấn. Cam cộng với thư nhá để cho nó vãi tè luôn. Cam cộng thư màu này nó sẽ lấn át cái màu này, nó lấn nước kinh khủng luôn đấy. Màu như cái hoa này đấy. Đập thì đập vào cái tán nó dèo vào những cái tán mình vừa vẽ. Mà cái tranh sơn thủy này màu nó cũng rất ảo, nó có rất nhiều cái hệ màu, màu nào đưa vào cũng được. Màu tím nghĩa là cây tím ngắt luôn cũng vẫn ok, không có gì. Lát nữa em sẽ điểm một vài khóm tím cho mọi người xem. Nó cũng đẹp thêm mà nhìn nó phong phú lắm. Trong màu này đẹp thế nhỉ. Màu này cho nó khác đi. Cây được sắp chụp lá. Sắp chụp.
bên phương Tây toàn cây này. Toàn cây đấy đúng không? Nước ngoài toàn cây toàn hoa không? Phương Tây toàn cây sắp chết. Đấy, mình đập như này rồi, bây giờ mình cũng phải đẩy nhá. Nó đẩy nó kìa, tí đẩy tí nữa là để cái trắng và cộng cộng trắng. Cộng trắng cộng tí thương rồi. Đẩy như bình thường. Làm tí bên này. Có cái trắng này nó khác với trắng này không? Trắng này khác nhau ngay. Đấy, đỡ sương mù đi, thằng ở đã gần để chạy qua cái mảng những cột nắng vào mùa xuân này. Đó, ok đấy, mọi người làm cái này đi, làm cẩn thận nhá. Cái trắng này mà bút đấy à? Bút bút này đây rồi, bỏ hết bút ra, bút cho em một nhộp. Tất cả những cái thác nước mà nó chảy thì bao giờ nó có cái độ xương, xương của nước. Xương nước thì nó sẽ làm nhầy 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 đấy, nó giống kiểu dạng này này. Nó nhè vào cái cỏ, mấy cái cây rừng xung quanh, đá nước nó lên. Có một lớp xương thì mình cũng cộng với màu xanh này. Nhưng ai lấy cho... Lấy cho anh ít một màu xanh. Xanh 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 lá cây. À quên, xanh xanh dương. Mở ra nhé, cái nắp ra đây. Để lấy xương nước cái này, có khi mọi người nó xương nước dễ hơn. Nếu mà dễ quá hơn. Đấy, lấy màu trắng hơn nước cộng lên một tí màu xanh này. Làm nước đó. Vuốt ra đây luôn là đây, cái thang đổ ở đây luôn. Làm như phải làm đúng xe đuôi cộng mới được. Vuốt xuống, vuốt. Vuốt ra một gành một tí đây. Cho dừng lại sắp không được làm sao nữa. Đấy, nhưng mà đây mới là đồ lót thôi nha. Có chỗ nào nó hẹp quá thì mình liên liên vuốt đi. Cơ bản là lót như này đã, tiếp xuống dưới cũng như thế. Đây là cái đỉnh thang đổ đặt ngang vuốt xuống, đi sang một tí luôn vuốt xuống như kiểu nó chảy qua một cái gờ ấy. Chảy qua cái gờ xong rồi nó mới đổ xuống. Đây mình đặt ngang thang xong rồi vuốt xuống vuốt. Làm sơn nước nhé, thứ này làm sơn nước thì sơn nước nó trơn mút hay là những khi nó khô nó sáng, nó có khi nó bật sáng hơn là sơn sơn là cờ đấy. Đó. Một số ở đây nó có cái gành, nó có cái hòn đá để làm gì bắn ra, bắn phía ra. Đó, đi ra và đi xuống. Cái này cái nào từ từ, cái này không vội được. Hiểu luật đấy, cái này thì không gặp cái gì, có khi nó đi thẳng đây nó phía khác nữa. Cái này, gành này là mình tự ấy nhá, tự gọi là cảm giác của mỗi người thích như nào thì mình làm thế. Đây gặp được cái gành cá cái này cũng to đấy à, nó bắn ra đấy. Cái này cũng đây bắn ra đây, đây bắn được tí đấy. Cái này là tùy hiến mà đấy, cái này bốn lần hành theo cảm giác. Cái này xuống thẳng đi, nhiều gành quá nó cũng rối, nhiều cái này bắn nước quá nó rối. Đây là tí. Cái này mới là nót, mình là nót thì nót cộng lên xanh. Còn đã nó hoàn thiện là mình lấy nước trắng. Lúc gặp đấy thì nó ra mà nó xuống bắn cái cua rồi. Nhưng cái cua ra hạn chế hơn, cái cua nhiều nót thì nó tốt. Nhưng mà các nước là mình đã tạo này, thì cố gắng mình lấp. Lấp thì nát thế là nó mất khô. Cao thì cao hơn, chứ còn đánh giá hơn đấy. Làm cái con nào bóng này trước.
làm quả cáo em được không sửa lại quên đấy điền lên cả đây để cho nó quẩn đi. Cái trời tôi mới xanh tây ý là nó là chính là cái màu này đổ xuống nhưng mà nó là nó sẫm hơn tại vì nó sắp đúng lúc nó sẽ được hình sẫm hơn nghe đi đấy. Cái này lúc sáng em phát như này đấy thì mà đang tăng ý ông nào kia đi ông nào móng đổ này hơn đi cho cái này nó làm cho một tí nhưng còn cho khoảng này còn như của anh cũng được mà không quên đi của anh được cái này không không thích em kéo thẳng ha ở đây đấy cái này muốn củ con đấy thì kéo thẳng bên kia cho miền cuối đi kéo thẳng ra sang kia cho đen với xanh cộng vào giống màu đen đấy kéo thẳng nó mà hạ xuống một tí nữa hạ xuống tới đây thôi xong là làm bóng đổ luôn gạt gạt bóng đổ nước luôn hạ thấy nghe còn nhiều người mất cái này nó được kết rồi cái này mới kéo đấy đúng rồi nghe có vẻ giống giống rồi đấy dốc rồi nhưng mà cái gạt gạt lên bút của anh là hạn chế nữa đừng gạt nhiều quá thì nó nhiều có những chỗ này để làm bút ra để làm ra bút về để nó thành cái to thêm trắng không bút nhiều quá rồi cứ tham đồ đi rồi lên gờ hết rồi bút lên cứ tham đồ thôi nhất đi gờ bút đừng vách 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 lên ngọn quá. Vâng. Chặt tí này. Dẹp cho. Này phải dập đi, này phải dập đi thôi. Gãy quá, bị gãy. Gãy mà nó lại không 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 ra kiểu. Để ý một tí. Không thì kiểu này là dễ này. À thứ dập cho kia đây.
thế tại vì nó thò ra ngoài, để nó thò ra ngoài một tí, nó gọn nét hơn nhìn là tôi luôn. Okay. Nó không lấy chiếc khe nhỏ. Đến theo nó, ý là mình đều cho những cục của mình. Chứ nhiều khi chép theo nó làm gì chẳng hạn. Mình đã hiểu mình nhìn thấy hình rồi. Ôi kìa. Lượn chú ý ngay, lượn lượn luôn, nó có những cái độ cong. Thì nó có cái bộ can nó chạy vào trong và cái bộ thư nó cứ chạy mãi vào. Đấy cho mai gọi. Đã hiểu. Mà gọi lúc hiểu.
xuống nhà chơi bao nhiêu ngày rồi mà chưa mời vợ chồng, chưa mời ăn cơm hôm nào. Cái gì? Bao nhiêu lần mời anh Trần đi đâu? Thôi đi. Nghe từ đây nhá, xã luôn nhá. Này lại bận rồi chị đi. Em phải dình những hôm anh bận thì em mở. Yêu tóc trắng. Cái nguồn mấy cục từ từ đã. Nó bị không lượn đều. Này, đường lượn này nó bị nảy nõm mà. Anh chỉnh lại đi. Thế này anh phải phát một cái đường vòng cung trước đã. Xong từ đường vòng cung đấy anh mới điều chỉnh nó. Phát một cái đường như thế này đã. Đâu gần tới còn hít về đây mà. Không, nhưng cái đường vòng cung của cái này của anh nó không toàn đều ấy. Thế gọi là giữa cái nguồn. Ống vào. Ống vào đấy. Anh đẩy đẩy trên đường thiên bình ấy. Mình cong về kia. Anh bị vòng vòng ra ấy. Ý là em bảo là anh phải phát một cái đường vòng cung định lưu hình đã. Rồi đây tớ lại con vào này. Đúng rồi, anh bị hơi quyết. Hơi quyết đúng không? Rồi. Tớ lại làm con ra, tớ lại làm con vào. Con vào chứ. Thương gì, đơn giản. Mà nó kém nhìn quá. Thế mà nó được vẽ được. Anh tắt cái quạt ngay, nó đỡ bị tiếng gió. Sắp được chuyển sang đồng quê rồi. Sang đồng quê thì muốn vẽ bức dễ hay là bức vừa vừa? Anh. Càng khó càng tốt. Khó nên nó lại 4 ngày thì vỡ mồm. Cái này là mình vẽ cánh trước này. À, vẽ cánh trước đúng không? Anh vẽ cái cánh, hai cánh trước. À, luyện công của con cò à? Tưởng luyện cái gì mới phải lấy hẳn cái đấy cơ. Không, anh lấy sơn nước nhưng mà lấy sơn mới đi, sơn nên nó khô rồi. Cái sơn mới nó nhão hơn, mình dễ làm hơn. Phải nói là rất là đều tay, rất đồng bộ. Nhìn này thì thôi ra trường được rồi đấy. Lại bảo cái ông áo xanh kia nghe vẻ là chứng chạc nghe. Nghe có vẻ là vẽ tốt nhất. Vẽ tranh quả mãi đi được. Ôi, tác phẩm đầu tay mà như này thì không còn gì để nói. Tác phẩm đầu tay cho anh em bơi ngay khổ to. Họa sĩ đang hoàn thiện con cò. À không, chắc con vạc. Anh này thích vẽ to. Anh này thích vẽ cò. Vẽ cò to thì anh ở quê anh nghĩ là nhiều vạc. Một số tác phẩm sát xuất chiến đấu của anh em. Cái thằng máy điện thoại và máy tính bảng nó lợi thế là đang quay tốt được, quay tiếp.
đỡ phải lồng ghép. Rồi quay tiếp. Các họa sĩ mà mới bắt đầu cầm bút còn chưa thuộc cả màu rồi. Đấy, bảng chú thích cho anh em. Toàn quên rồi. Đấy, chú thích màu thế mà vẽ ra tròn. Hôm qua rồi chỉ nhớ có màu đen, màu trắng. Còn chưa cả biết màu. Sau 2 ngày này, vẽ ngon thì nhớ rồi. Chưa là nhớ màu mà đã vẽ được như này. Hướng dẫn viên còn bất ngờ, không đỡ nổi. Được đàn đấy này. Đây là chân dung Lâm Mọi Chi Tương Lai, họ đã hoàn thành xuất sắc bài học của mình. Và cũng là lần đầu tiên họ cầm bút nhưng kết quả thật là bất ngờ. Tham gia khóa học này cũng có người năng khiếu nhiều, cũng có người năng khiếu ít. Nhưng mà dưới sự cố gắng của chính bản thân tôi là người hướng dẫn, cũng như các bạn rất là cố gắng và theo một phương pháp truyền nghề trực tiếp và tất cả những kỹ năng, những gì tôi có mà tôi đã truyền cho các bạn, thì kết quả và chính tôi cũng rất là bất ngờ. Và chính những người cầm bút, những người lần đầu tiên cầm bút vẽ cũng rất là bất ngờ. Đây chính là những bức tranh của họ. Các bạn có nhu cầu học vẽ tranh tường, mời các bạn truy cập vào website học vẽ.net. Ở đó có những khóa học thì các bạn có thể lựa chọn khóa học phù hợp với mình. Và cuối cùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.